Hãy đăng ký kênh Thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án P Network. Thế giới tiền điện tử đã rung chuyển bởi một làn sóng phấn khích và P Network sẵn sàng trở thành tâm điểm chú ý tiếp theo với thông báo quan trọng này. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, giám đốc điều hành của P Network, Nicolas Kokalik, đã tiết lộ kế hoạch ra mắt mainnet mở của công ty. Làm rung chuyển thế giới tiền điện tử với những lời hứa về một cuộc cách mạng lớn đằng sau dự án này. Một sự thay đổi mô hình trong thế giới tiền điện tử. P-Network đã là chủ đề thảo luận của những người đam mê tiền điện tử kể từ khi thành lập. Được tạo ra với mục tiêu mang lại sự công bằng. Khả năng tiếp cận và hòa nhập vào thế giới tiền điện tử, dự án đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Với sự ra mắt của Mainnet mở, P-Network được thiết lập để làm trung chuyển nền tảng của thế giới tiền điện tử bằng cách cung cấp một nền tảng cho phép tất cả mọi người. Từ người mới bắt đầu đến chuyên gia, tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử mà không gặp rào cản kỹ thuật. 2. Những lời hứa chính từ CEO Nicolas Kokalik Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này, Giám đốc điều hành Nicolas Kokalik không chỉ công bố ngày ra mắt Mainnet mở mà còn cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tầm nhìn và sứ mệnh của P-Network trong tương lai. Kokalik cho biết, chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu bằng cách ra mắt nét mở. Chúng tôi không chỉ mở ra cánh cửa cho hàng triệu người dùng mới bước vào thế giới tiền điện tử mà còn củng cố cam kết của chúng tôi về sự hòa nhập và công bằng trong ngành này. Kokalic cũng nhấn mạnh các ưu điểm kỹ thuật của nét mở, bao gồm khả năng mở rộng tốt hơn, bảo mật nâng cao và khả năng đáp ứng các ứng dụng phi tập trung đa dạng. Đây là một bước quan trọng để Pi Network hoàn thành tầm nhìn ban đầu của mình là trở thành một nền tảng tiền điện tử bền vững và được phân phối rộng rãi. 3. Phản ứng từ cộng đồng tiền điện tử. Thông báo này đã gây ra một làn sóng phản ứng trên khắp thế giới tiền điện tử. Các nhà quan sát trong ngành cũng như người dùng Pi Network đều rất hào hứng với triển vọng của Mainnet mở, nhiều người coi đây là một bước quan trọng hướng tới việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử. P Network là một trong những dự án thú vị nhất trong những năm gần đây, một nhà quan sát tiền điện tử hàng đầu cho biết. Bằng cách ra mắt mainnet mở, họ không chỉ giới thiệu công nghệ tiên tiến mà còn dẫn đầu hướng tới sự hòa nhập và dân chủ hóa trong thế giới tiền điện tử. Cộng đồng P Network cũng đã phản hồi tích cực, với hàng nghìn người dùng bày tỏ sự phấn khích về lần ra mắt này. Nhiều người tin rằng mainnet mở sẽ mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển và áp dụng của P Network cũng như tạo cơ hội cho người dùng tham gia trực tiếp vào sự phát triển của hệ sinh thái. 4. Tác động tiềm tàng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử Sự ra mắt mênh nét mở của Pi Network có khả năng định hình lại bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Với việc tập trung vào sự hòa nhập và khả năng tiếp cận, p Network có thể đóng vai trò là hình mẫu cho các dự án khác trong nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái tiền điện tử công bằng và cởi mở hơn. Ngoài ra, thành công của P Network trong việc thu hút hàng triệu người dùng mới vào hệ sinh thái tiền điện tử có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và áp dụng tiền điện tử nói chung. Điều này có thể giúp giải quyết một số thách thức mà ngành đang phải đối mặt, chẳng hạn như thiếu nhận thức và độ phức tạp kỹ thuật cao. Với thông báo ra mắt mainnet mở này, P Network đã thiết lập một cột mốc mới trong sự phát triển của thế giới tiền điện tử. Với hứa hẹn mang lại sự công bằng và hòa nhập cho tất cả mọi người, Dự án này không chỉ thay đổi mô hình trong ngành này mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới tham gia vào cuộc cách mạng tiền điện tử đang diễn ra. Pi Network đã chứng minh rằng tầm nhìn về một nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện và phi tập trung hơn có thể thành hiện thực. Với sự ra mắt mainnet mở đầy thú vị này, thế giới tiền điện tử có thể chuẩn bị chứng kiến tác động tích cực mà Pi Network sẽ mang lại trong những năm tới. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày. Hạn chế mua bán pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền oan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc cộng đồng pi network ngày càng phát triển và thành công.